cho ở ngoài đời, các bạn nhìn thấy nó nhiễu nhương cỡ nào, dù cho ở trong gia đình các bạn được yêu thương tôn trọng cỡ nào hay là ít được yêu thương tôn trọng như lòng các bạn mong muốn, cho dù là bối cảnh bên ngoài như thế nào, thì ngay tại trường Đại học Thái Bình Dương này, trong đời sống học tập rèn luyện hàng ngày của các bạn ở tại đây, mà học tập đào tạo thực chất là tự học tự đào tạo. Trong thời gian các bạn tự học tự đào tạo tại trường Đại học Thái Bình Dương, tôi kỳ vọng và tôi cam kết với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, tôi cam kết là chúng tôi đội ngũ sư phạm nhà trường sẽ luôn luôn tôn trọng các bạn như những người trưởng thành. Do đó nghi thức không phải chỉ là nghi thức. Nghi thức là một biểu trưng để nhắc nhở về một văn hóa mà chúng ta muốn cùng nhau xây dựng. Đó là điều quan trọng, thiết yếu cho việc thực hiện thành công chiến lược phát triển của nhà trường là tôn trọng sinh viên. Tất nhiên, sinh viên muốn được tôn trọng thì mình phải có lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Vậy thì năm học mới bắt đầu, các bạn bắt đầu một chặng đường học tập hoàn toàn khác với học phổ thông. Khác với học phổ thông là gì? Thì thầy hiệu trưởng và các thầy cô sẽ tiếp tục giải thích và cùng chia sẻ, cùng đồng hành với các bạn trong thời gian tới. Tôi chỉ có một lời dặn dò các bạn mà thôi, là các bạn tự học thành công đến đâu ở cái trường đại học này, nó không phải chỉ biểu hiện qua điểm số, qua những thành tích học tập, là cái từ mà các bạn nghe quen 12 năm qua rồi, để đem về cho cha mẹ vui lòng. Thành công của các bạn thể hiện ở chỗ là các bạn hiểu rõ cái sứ mạng của nhà trường, như là nhà trường đã để ở đây, cái tầm nhìn của nhà trường trong 10 năm tới nhà trường muốn trở thành cái gì, các giá trị chia sẻ của nhà trường, và các bạn trở thành một thành viên chủ động tích cực cùng với nhà trường thực hiện cái sứ mạng đó. Thì đó là điều mà tôi kỳ vọng các bạn và tôi chúc cho các bạn làm được. Tại vì nếu như các bạn tự thấy mình, tự cảm thấy mình là một thành viên chủ động có trách nhiệm trong việc thực hiện sứ mạng giáo dục của nhà trường, thì các bạn đang chuẩn bị cho các bạn để khi rời khỏi nhà trường, các bạn sẽ trở thành một người như là nhà trường mong muốn, tự chủ, thích nghi được với cuộc sống, trở thành một công dân có trách nhiệm và biết sống hạnh phúc. Có ai ở mơ ước cái gì cao xa hơn, tốt đẹp hơn, khác hơn cái chuyện là trở thành một người có ích và có trách nhiệm đóng góp được cho cộng đồng và bản thân mình hạnh phúc cùng với cộng đồng hạnh phúc? Có ai mơ ước cái điều gì còn khác hơn cái đó nữa không ạ? Có không ạ? Không. Các bạn có thể mơ ước, ngày nào các bạn mơ ước ra cái gì khác hơn cái đó nữa, hay hơn cái đó nữa, các bạn phải đi nói với ai? Các bạn đi nói với thầy cô mình, đi nói với thầy hiệu trưởng á, là bao nhiêu đây chưa đủ, em còn muốn cái khác nữa. Và thể mình muốn cái gì á, là mình phải có khả năng đóng góp vào thực hiện cái điều mình muốn. Thì tôi chắc chắn là thầy hiệu trưởng sẽ tặng các bạn không chỉ một bông hoa hồng mà còn nhiều cái khích lệ khác nữa. Nếu như các bạn có những ước mơ gì còn đẹp hơn, hay hơn cái điều mà mấy tháng qua hội đồng quản trị và tập thể giảng viên nhân viên nhà trường đã suy nghĩ cho tương lai của các bạn và tương lai của nhà trường, chúng tôi hết sức suy nghĩ ra được nhiêu đây thôi. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ ra cái gì còn hay hơn cái này nữa, các bạn trẻ hơn, các bạn còn đi đường đời dài hơn chúng tôi, chắc chắn các bạn có thể nghĩ ra cái gì còn hay hơn cái này nữa, còn hấp dẫn hơn, còn phê hơn cái này nữa. Nếu như các bạn nghĩ ra được thì xin đừng ngần ngại chia sẻ nó với thầy cô, với các thầy đồng quan giám hiệu, thì tôi chắc chắn rằng là các thầy sẽ rất là ủng hộ và hoan nghênh. Cho nên tôi xin chúc các bạn là tham gia thực hiện thành công sứ mạng của nhà trường cùng với đội ngũ thầy cô, và khi mình chuẩn bị cho một tương lai thành công, hữu dụng, hạnh phúc như thế, thì bản thân từng ngày sống ở nhà trường này phải là từng ngày sáng tạo và hạnh phúc. Tôi
rất là phấn khởi với cái tương lai tươi sáng đó, mà chúng tôi mong chờ là các bạn sẽ cùng chúng tôi thực hiện ở trường Đại học Thái Bình Dương. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn.